Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Bây giờ m thuộc mặt phẳng Oxy, có nghĩa là giá trị c này bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có a, b, 0. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm 4 vector, 3 vector thôi. Đó là ma, mb và mc. Như vậy vector ma, mb và MC. Thì chúng ta sẽ lấy tọa độ A trừ tọa độ M. Như vậy chúng ta sẽ có 7 trừ cho A, 2 trừ B, 3 trừ 0 là 3. Tương tự cho B, MB thì chúng ta sẽ có 1 trừ A, 4 trừ B, 3. Và số tiếp theo là 1 trừ A, 2 trừ B và số 6. Bây giờ chúng ta có cục này. Đây chính là tích vô hướng của hai vector. Thì chúng ta sử dụng như sau. Thì chúng ta lấy vector MA nhân với lại vector MB, có nghĩa là chúng ta có 7 trừ A nhân với 1 trừ A. Cộng với lại 2 trừ B nhân với lại 4 trừ B cộng với lại số 9, 3 nhân 3 là 9. Tiếp tục chúng ta có 2, chúng ta lấy MB nhân với lại 1C thì chúng ta có 1 trừ A nhân với 1 trừ A, như vậy là 1 trừ A bình phương cộng với lại 2 nhân với lại 4 trừ B nhân với 2 trừ B. Cộng với lại 2 nhân cho 6 với 3 là 18 nhân 2 là 36. Tiếp tục chúng ta có số 3. Chúng ta MC với MA thì chúng ta có 7 chữ A nhân 1 chữ A. Cộng cho 3 nhân với lại 2 chữ B. 2 chữ B với 2 chữ B bình phương. Và số 3 nhân với lại 6 nhân 3 thì chúng ta có kết quả là 54. Bây giờ chúng ta sẽ sắp hết xếp theo dạng. Mình sẽ sắp xếp theo biến của A, theo biến của B và số. Thì chúng ta sẽ có như sau. Cục này á, thì chúng ta sẽ nhân vô, thì chúng ta sẽ có 7 nè, trừ cho 8A, trừ cộng cho A bình phương. Còn cục này chúng ta sẽ có là 8 nè, trừ cho 6B cộng cho B bình phương. Số 9, 36 và 54 mình tính ra luôn nha. Thì đó số là 99, mình để ở phía cuối cùng. Còn cục tiếp theo chúng ta sẽ có là 1 trừ 2A cộng A bình phương. Cái này chúng ta ra là 8 trừ cho 6B cộng cho B bình phương. Cục này chúng ta ra là 7 trừ cho 8A cộng cho A bình phương. Và tiếp tục chúng ta có 4 trừ cho 4B cộng cho B bình phương. Nếu chúng ta rút gọn lại thì nó sẽ ra như thế này. Thì bây giờ chúng ta có 6A bình phương trừ 36A nè. 30, 36 và 99 mình cộng gộp lại hết luôn. Thì nó là 165. Còn đây là 6B bình phương và 30B. Bây giờ mình chỉ cần đi tìm giá trị nhỏ nhất cái cục này và cục này thôi. Thì chúng ta có FA bằng 6A bình phương trừ 36A và FB sẽ bằng 6B bình phương trừ 30B. Chúng ta đạo hàm cục này lên. Thì chúng ta có 2A trừ 36 và chúng ta có F'B
Chúng ta đạo hàm lên thì chúng ta sẽ có 2b trừ 30. Như vậy, để đi tìm cực trị của nó thì chúng ta cho f'a bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có 36 chia cho 12 và chúng ta ra số 3. Tương tự cục này. Chúng ta ra 5 chia cho 2. Như vậy A bằng 3, B bằng 5 chia cho 2. C bằng 0. Chúng ta tính ra. Chúng ta ra 66. Cảm ơn mọi người đã xem video của